Tiểu thuyết dọc ba con người quan lạc Tác giả Nikos Kazansaki Người dịch Dương Tường Người đọc Trân Châu Chương 2 Biển cả cái êm ả mùa thu Những hải đảo trang hòa ánh sáng Cơn mưa nhẹ hạt dâng một tâm màn trong mờ Lên sự lóa lột bất hủ của Hy Lạp sung sướng thay kẻ nào trước khi chết Còn được cái may mắn phiêu du Trên biển ec lạc thu trên cõi đời này kế cũng lắm nào đàn bà nào quá trái nào ý tưởng nhưng theo tôi rẽ sóng lướt trên vùng biển này trong mùa thu dịu êm miệng thầm thì gọi tên từng cù lao nhỏ đích thị là niềm vui màu nhiễm nhất khả dĩ đưa tâm hồn vào cõi thiên đàng không ở nơi nào khác người ta có thể chuyển từ thực tế vào mộng mơ dễ dàng và yên ả như thế những đường biên co lại và từ những cột buồm của những con tàu cổ xưa nhất nảy ra cành lá hoa trái. Y như thế tại đây ở Hy Lạp, sự cần thiết là mẻ đẻ của những phép màu. Vào khoảng trưa, mưa tạnh, mặt trời rẽ mây hiện ra, dịu dàng, nón nà sập bông và tươi mát, gửi những tia nắng xuống mơn mang sống nước cùng những dải đất thân yêu. Tôi đứng ở đằng mũi, thả mình say sưa ngây ngất với phép lá được phơi bài đến tận cuối tầm mắt. Trên tàu có những gã Hy Lạp yêu ma quỷ quái, mặc cu dọ, đầu óc như thứ hàng sớm hào nhoáng của các chủ hiệu tập quá giật dây người khác và gây lộn một cái zano sai dây những phụ nữ nanh nọc mà trung thực Tổ trung người ta cảm thấy thôi thúc muốn nắm lấy hai đầu con tàu dìm nó xuống biển lặt lên kỳ cùng để trút hết mọi sinh vật làm ô nhiễm nó người chuột rệp rồi lại thả nó nổi trên mặt nước gột rửa tinh tương không còn gì trong ruột nhưng đôi khi tôi bỗng thấy thương cảm một nỗi thương cảm của nhà Phật lãnh lùng như kết luận của một tam đoạn luận siêu hình. Một nỗi thương cảm không những đối với con người mà đối với toàn bộ cuộc sống năm vật lộn kêu khóc hy vọng mà không thấy rằng mọi sự chỉ là ảo cảnh của hư không. Thương những con người Hy Lạp, thương mỏ than bùn thương bản thảo dở dang của tôi và Đức Phật, thương tất cả những kết hợp hảo quyền của ánh sáng và bóng tối nọ đột nhiên làm xáo động và ô nhiễm bầu không khí trong lành tôi nhìn bộ mặt dài thượt dạp dàng như sáp của sọc ba. Láo đang ngồi trên một cuộn dây thần ở đằng mũi, vừa hít hít một quá chanh, vừa giống đôi tay to tướng nghe một số hành khách cãi nhau. Người tranh luận về đức vua, kẻ về visa Celeste. lão lắc đầu và nhố đứt bọt. Chuyện tào lao, lão lắm bẩm, miệt thị, họ không biết xấu hổ. Bác báo cái gì là chuyện tào lao, sọc ba? À, tất cả những cái đó, vua chua, dân chủ, trưng cầu dân ý, dân biểu, bà la hết. Giọt ba đã bỏ xa những sự kiện đương đảo tới mức chỉ còn là những chuyện nhắm nhí lỗi thời, chặt chăn đôi dây lão, điện tính, tàu thủy và đầu máy xe lửa, đạo đức và tôn giáo hiện hành, hẳn cũng tương tự như những cây súng trường hang rỉ. Tầm tri lão tiên bộ nhanh hơn thế giới nhiều. Những dây chảo kèn kẹt trên cột buồm, những bờ biển như nhảy múa và đám phụ nữ trên tàu đâm nhợt nhạt, mặt vàng giọt hơn gió chanh, họ đã buông vũ khí son phấn, áo lót, cặp tóc, lượt, môi tái đi, móng tay xanh lét, những mụn mồm lo mép giải như những con chim ác là rơi xuống mất bộ lông mượn, rồi băng, lông mi giả, nốt rượu giả, su chen và lông thấy họ sắp sửa nô quẻ thật vừa tóm vừa rất đang thường Giọt ba cũng mặt xanh lanh vàng, đôi mặt lông lanh của lão đờ đẫn đi, mãi đến chiều mặt lão mới sang trở lại, lão chỉ hai con cá heo nhảy giọt lên khỏi mặt nước dọc theo sườn tàu cá heo lão vui vẻ reo lên lần đầu tiên tôi nhận thấy bàn tay trái của lão mất gần nửa ngón trỏ tôi giật mình và cảm thấy nôn nao ngón tay bác làm sao thế sọt ba tôi kêu lên chả sao cả lão đáp phật ý thấy tôi không tỏ ra thích thú hơn đối với cá heo có phải bị máy nghiến không tôi gặn hỏi mai bóc quá gì tự tôi chặt đi đi đấy tự bác ơi sao lại thế sếp không thể hiểu được đâu sếp à lão nhúng dây nó, tôi đã nói với sếp là tôi đã làm đúng mọi nghề mà cô dạo tôi làm thợ gom tôi mê nghề này như điên sếp có hiểu nổi ý nghĩa của việc lây một cục bùn nắng thành bất cứ cái gì mình thích là thế nào không chà anh xoay cái bàn xoay và cục bùn đáo tròn như bị ma làm trong khi anh đứng cui mình bên nó và nói ta sẽ làm một cái bình ta sẽ làm một cái đĩa ta sẽ làm một cái đèn và những gì nữa cô quý biết đó chính là điều mà ta có thể gọi là cái sự làm một con người tự do lão đã quên phát cá biển lão không nhai chanh nữa mặt lão trở lại trong sáng thế à tôi hỏi còn ngón tay của bác thì sao ồ nó làm dướng tôi trong khi sử dụng bà xoay nó luôn luôn gây đùn đốn giữa lúc đang làm việc và làm đáo lộn các dự định của tôi cho nên một hôm tôi giơ lên cây rìu bà có đau không sếp nói gì vậy tôi đâu phải là gỗ đá tôi là một con người cố nhiên là đau chứ nhưng nó làm tôi dướng díu khi sử dụng bà xoay cho nên tôi chặt nó đi mặt trời xuống và biển lặng dần mây tan sau hôm lấp lánh nhìn biển nhìn trời và bắt đầu suy nghĩ say mê đến mức ấy vớ lấy rìu mà chặt ngón tay mình đau nhưng tôi không để lộ cảm xúc của mình biện pháp đây thật là tệ hại giọt ba tôi mỉm cười nó nó làm tôi nhớ đến ông thầy tu khổ hạnh trong thanh tích có lần thấy một phụ nữ làm ông động xương tình bạn lấy rìu cho ông ta đi với quỷ giọt ba cắt ngang đoán trước tôi sắp nói gì ai lại chặt cái cố ấy đi bao giờ quỷ bắt cái đồ ngu ấy đồ ngây thơ u mê đáng thương cái không bao giờ là trở ngại cả nhưng nó có thể là một trở ngại rất lớn cải cố trở ngại cho cái gì cho việc nhập thiên đàng giờ qua liếc nhìn tôi sẽ díu cợt và nói nhưng xếp thật ngốc đó chính là chìa khoa mở cửa thiên đàng lão ngẩng đầu lên nhìn tôi thật kỹ như muốn thấy những ý nghĩ đang tiên triển trong óc tôi kiếp sao thiên đàng đàn bà thầy tu những xem chừng lão không nắm được mấy lão kính đáo lắc cái đầu như một bạc to tướng những kẻ khuyết tật không vào được thiên đàng lão nói sợ im bặt tôi vào cabin nằm và lấy một quyển sách ra đọc đức phật vẫn còn chiếm lĩnh tâm trí tôi tôi đọc đối thoại giữa đức phật và người mục đồng câu chuyện đã làm cho lòng tôi yên ổn và thanh thản trong mấy năm nay mục đồng bữa ăn đã dọn tôi đã dắt sửa bài cù cử. cửa lầu tôi đã cài then lỡ đang cháy bùng bùng tha hồ cho trời muốn mưa bao nhiêu tùy thích Đức Phật ta không còn cần đến lương thực hoặc sữa nữa gió là chỗ nương đáo của ta lỡ ta đã tắt tha hồ cho trời muốn mưa bao nhiêu tùy thích một đồng tôi có cá bò đực lẫn bò cái tôi có những đồng cỏ của cha tôi có một con bò mộng để phủ lũ bò cái tha hồ cho trời muốn mưa bao nhiêu cây thích Đức Phật ta không có bò đực cũng chẳng có bò cái ta không có đồng cỏ, ta chẳng có gì, ta chẳng sợ gì, tha hồ, cho trời muốn mưa bao nhiêu tùy thích. Một đồng, tôi có một nữ, một đồng ngoan ngoãn và trung thành. Hàng bao năm nay, nàng làm vợ tôi, tôi cảm thấy hạnh phúc những khi vui chơi với nàng ban đêm. Tha hồ cho trời muốn mưa bao nhiêu tùy thích. Đức Phật, ta có một linh hồn tự do và ngoan ngoãn. Bao năm nay ta đã rèn luyện nó và dạy nó vui chơi với ta. Tha hồ cho trời muốn mưa bao nhiêu, tùy thích. Hai tiếng nói đó vẫn còn gian lên khi giấc ngủ chụp xuống tôi. Gió lại nổi và sóng xô vào khuôn cửa kính dày ở thành tàu. Tôi bồng bềnh như một làn khói giữa ngủ và thức. Một trận bão lân nổ ra. Những cánh đồng cỏ biến mất giữa làng nước. Bò cái và cá con bò mộng đỏ chìm nghiễm. Gió cuốn đi mái liều lửa tắt ngắm người đàn bà thét lên và chết gục trong bùn và người mục đồng bắt đầu than khóc tôi không nghe thấy gã nói gì nhưng gã kêu sỏ to và tôi chìm sâu thêm vào giấc ngủ trôi đi như một con cá lăn xuống đáy nước rạng sáng tôi tỉnh dậy và kia bên phải chúng tôi trải dài hòn đảo kiêu sang và hoang giá rặng núi hồng nhạc đang mỉm cười qua làng sương dưới mặt trời mùa thu quanh con tàu của chúng tôi biển xanh một màu xanh chàm vẫn còn sôi sục chưa nguôi ủ mình trong tấm mờ nâu giọt ba hao háo nhìn đảo rét luồng mắt lão nhanh chóng chuyển từ núi sang đồng bằng lướt theo thám sát bờ biển như thể toàn bộ vùng chiên hải và đất này vốn quen thuộc với lão và lão sung sướng lại được lang thang ở đó trong tư tưởng tượng của mình từ tơi bên lão đặt tay lên vai và nói giọt ba chắc chắn đây không phải là lần đầu thiên bắt đến cát bắt nhìn nó đăm đăm như nhìn một người bạn cũ vậy Giờ bà ngạp như cha ngay. Tôi cảm thấy lão không muốn nói chuyện tí nào. Tôi mỉm cười. Bắt ấn trò chuyện rồi, phải không giọt ba? Không hẳn thế, xe à. Lão đáp, có điều là trò chuyện lúc này thật khó. Khó ư, tại sao? Lão không trả lời ngay. Mặt lão lại liêu phiêu dọc theo bờ biển. Lão đã ngủ ngay trên bon, mái tóc qua râm loan xoăn của lão đẫm sương đêm. Mặt trời vừa mọc chiếu thẳng vào những vệt nhăn sâu hằn trên má, cầm và cổ lão. Cuối cùng, lão mọc mai lên đôi môi dày và trễ xuống như môi dê. Buổi sáng, tôi thay kho mở miệng, ra kho. Xin lỗi, lão lại ngục vào im lặng và một lần nữa lại gian cặp mắt tròn nhỏ vào đảo khác. Chuông sung báo giờ điểm tâm. Những bộ mặt vàng ở súng rớ bắt đầu ló ra khỏi các cabin. Những phụ nữ đầu tóc xóa sượt. Lão đảo lết từ bàn này sang bàn kia. Họ sực mùi ói mửa lẫn mùi nước thơm cologne và bắt họ u ám sợ hãi và đờ dại ngồi trước mặt tôi giọng ba hít hít tách cà phê của mình với vẻ hưởng lạc sức đông phương lão phết bơ với mật ong lên lát bánh mì và ăn ngon lành mặt lão dần dà trở nên sang hơn bình thản hơn nét miệng dịu hơn tôi bí mật quan sát lão từ từ thoát ra khỏi cơn ngay ngủ và thấy bắt lão mỗi lúc một thêm long lanh lão ô châm một điêu thuốc lá khoan khoáo rít và thở khói xanh qua hai lỗ mũi đầy lông lão ô gập cẳng chân phải dư thân ngồi xếp bằng thoải mái theo kiểu phương đông. Bây giờ lão có thể nói chuyện được rồi. Đây có phải là lần đầu tiên tôi tới Crest không ư? Lão màu đồng, lão liêm diêm mắt nhìn cửa sổ thành tàu và phía ngọn núi lửa đang khuất xa dần sau lưng chúng tôi. Không, không phải lần đầu. Năm 1896, tôi đã thành người lớn hẳn hồi. Ria và tóc tôi đã thật màu đen như mung. Tôi đã có đủ 32 cái răng và những khi sai, chen các món nguội khai dĩ trước, rồi mới đá đến các món ăn chính. Phải, tôi cứ hưởng thụ hoài hoài. Nhưng bỗng nhiên, ma quỷ nhúng tay can thiệp vào thế sự. Một cuộc cách mạng mới nổ ra trên đảo Crete. Dạo ấy, tôi là một kẻ bán rong. Tôi đi từ làng này sang làng khác ở Macedonia, bán đồ kim chỉ. Tôi không nhận tiền mà thường đổi lấy format, len, bơ, thỏ và ngô. Sau đó ban tất cả những thứ đó lãi gấp đôi. Đến làng nào vào chập tối, tôi cũng biết kiếm ra lên ngủ đổ. Làng nào chả có một nàng quá, có trái tim dễ xúc động, cầu chúa phù hộ cho họ tôi cho nàng một cuộn chỉ hay một cây lược hay một chiếc khăn quàng cổ nhiên là khăn đen vì đức ông chồng qua cô mà thế là tôi ngủ với nàng tôi chả tốn là mấy không xem à tôi chả tốn kém bao nhiêu và những vui thú đã được hưởng xong như tôi vừa nói ma quỷ đã dây vào chuyện đời và crét lại cầm vũ khí nào tôi những muốn nói cho lửa quả ngục thiêu cháy giận mệnh cái đảo crét chết băm chích dầm này đi nó không bao giờ để ta yên chăng tôi dẹp kim chỉ gương lược lại, cầm súng và lên đường, nhập bọn như quân phiên loạn ở Crest. Giọt ba dừng lại. Lúc này tàu chúng tôi đang men theo cái giải công của một vịnh của bờ cát bình lặng. Sống ở đây không xô ào mà trái ra nhẹ nhàng. Chỉ để lại một nét bọt mỏng ven bờ. Mây đã tan, mặt trời lấp lánh và những đường viền lô xô của đảo Crest trở nên thanh bình. Giọt ba quay lại nhìn tôi dĩu cờ. Và bây giờ tôi chắc sếp đã nghĩ rằng tôi sắp kể cho sếp nghe tôi đã chặt đầu bao nhiêu tên thổ nhĩ kỳ và ngâm rượu bao nhiêu cái tai của chúng. Tục lệ ở Crest là thế mà. Này, tôi sẽ không kể đâu. Tôi không thích thế. Tôi sâu hổ. Cái cơn điên khùng nào ốp vào ta vậy? Giờ đây tôi điềm đạm hơn chút ít. Tôi tự vấn. Cái cơn điên khùng nào đã ốp vào ta khi ta bổ nhào và một kẻ trắng làm gì mình hết mà cắn xé, cắt mũi, cắt tay, mổ bụng, môi rồi khắn trong khi không ngừng cầu thượng đế toàn năng hù trợ phải chăng thê có nghĩa là ta muốn thượng đế cắt mối xẻo tay và phanh thay mọi người nhưng hồi đó xem thê đây tôi còn đầy một bầu nhiệt huyết làm sao tôi có thể dừng lại mà xem xét mọi thứ nguyên cớ lý do này nọ suy xét sự việc cho đúng đắn công bằng phải chờ đến lúc về già rụng hết răng và bình tĩnh lại khi anh làm một láo khổm chắn còn cây răng anh có thể dễ dàng nói mẹ kia các chú nhỏ đừng có cắn nhưng khi anh còn nguyên 32 cái răng thì con người khi trẻ là một thung thú mang rỡ phải xếp ạ à? con giá thú ăn thịt người lão lắc đầu ờ hắn cũng ăn cả cừu lớn gà nữa Xong, nếu chưa ăn thịt người thì hắn chưa thỏa mãn cái bụng vừa dụi mẫu thuốc lá vào chiếc dĩa đựng tách cà phê hắn vừa nói thêm phải hắn xưa thỏa mãn cái bụng thề đi con người đạo mạo có ý kiến gì về điều đó hả